Đây, bây giờ bắt đầu mình lên trên và quay lại cho các bạn những cái khung cảnh trên này cho các bạn coi. Đây là cái chỗ mà những cái máy đặt máy những máy chơi game đó các bạn. Đó, anh nào có máu đỏ đen thì vào đây. Đó. Những cái này là dạng người mê luôn các bạn. Nhưng mà đốt tiền cũng nhanh mà hốt tiền cũng nhanh. Đó. Thì trong khi chờ đợi cái nhà hàng nó tới cái lượt mình ăn thì phải đặt giờ trước các bạn, tại vì nó có từng đợt nên cái đợt mình chưa có mở cửa nên là mình phải chờ tới 9 giờ mới ăn các bạn, nên mình chia sẻ những cái khung cảnh đây cho các bạn coi. Đó, máy gấp điện thoại thì cũng có luôn. Đó, còn là những cái máy chơi game. Đó, ai mà thích có máu đỏ đen thì cứ vào đây chơi thoải mái luôn. Rút tiền nhanh, đốt tiền cũng nhanh. Đó, anh em nào thích thì cứ vào thôi. Bây giờ là mình chỉ chia sẻ với bạn vậy, mình sẽ đi kiếm gì làm lai rai các bạn ơi. Ở mình với bạn mình đi ra nào chơi đây, làm hai phe ngồi chơi với bạn. Đây tàu này chuẩn bị đi qua Phần Lan các bạn. Bây giờ mình với bạn mình ngồi đây chơi chờ cái nhà hàng quán cửa. Nhà bây giờ đang đói mà nó chưa mở cửa các bạn. Nên là chờ một xíu nữa mở cửa xong mình ăn các bạn. Rồi đây là biểu đồ tàu đang đi các bạn. Đây là giờ của bên gần tới bên nước Phần Lan đang đi. Bây giờ là tàu bắt đầu đi rồi các bạn. Với bạn mình ngồi đây lai rai chút xíu rồi chờ tới giờ là mình vô mình ăn nha bạn. Tới giờ đặt nhà hàng thì tới 9 giờ mới mới có tới chỗ mình được. Đây. Đó, bây giờ bạn nhìn thấy sau lưng mình đó, bây giờ là đây là thành phố Stockholm. Đó, thành phố Stockholm lên đèn rồi bạn, tối đã lên đèn rồi, bây giờ tàu đang chạy bạn. Bạn thấy tàu đang đi không? Đó. Thì mình ngồi đây uống lai rai một hai chai rồi xong rồi bắt đầu là tới giờ ăn mình tới giờ đặt giờ tới giờ ăn bữa tối các bạn đói rồi. Nhưng mà ở đây nó có như chia ra từng đợt nên cái đợt mình tới chơi khoảng 9 giờ là nên mình phải chờ tiếp. Rồi ngồi đây làm lai rai cái hôm nay là mình đi qua Phần Lan chơi. Mình rủ người bạn đi đây cuối tuần mà đi qua Phần Lan thì nó cũng phải đi 2 ngày, đi ngày về các bạn. Bây giờ hôm nay đi là cái chiều mai giấy về. Mình với bạn mình đi qua đi chơi cho vui vui thư giãn cuối tuần thôi. Rồi sẵn việc đi kiếm một vài chai rượu mạnh về nhậu lê rai các bạn. Bây giờ các bạn hãy tiếp tục hành trình với mình nha, mình sẽ chia sẻ các bạn lên và mình sẽ quay lại hết cho các bạn nha. Bây giờ là mình chỉ quay lại thôi, rồi mình sẽ chia sẻ các bạn cùng và bạn sẽ cùng mình theo cái hành trình như là đi qua Phần Lan chơi các bạn ha. Đó, bây giờ là tàu đang đi các bạn. Tại vì mình đặt cái vé này đi hơi trễ nên giờ này đã tối rồi. Đó. Bây giờ là cái đây là khu vực này, thành phố Stockholm các bạn. Đó. Đây là thành phố Stockholm các bạn. Cái tàu đang đi các bạn. Đó, bây giờ mình đang trên đường đi qua Phần Lan nha các bạn.
Do they have camera for Samsung Galaxy better? Yeah. Các bạn ơi, nãy giờ đói rồi nhưng mà mình định quay lại cái những cái món ăn ở đằng kia, nhưng mà tại vì đông người quá mình không có quay lại, nhưng mà tại vì những cái đồ ăn của chị Điển này mình cũng rành mấy đó. Đây là cá lát mà nó làm theo kiểu yubu các bạn. Mùa này là mùa gần tới Noel rồi thì nó đã yubu đó. Cá rồi đủ loại cá mới làm giống như mắm ấy của mình các bạn đó. Thì khoai lang tây đủ đủ các loại, mà nhiều loại mình cũng không có biết kêu tên là thế nào đâu, thế tiếng Việt Nam mình cũng chẳng biết kêu là thế nào. Bây giờ mình cũng tranh thủ mà ăn các bạn. Đây thì mình có người bạn mình đó là người Miến Điện đó, nên nó giống người đạo hồi đó, nên có những món ăn không được các bạn, mình đi tìm những cái món ăn khác cho mình đó. Nó lại nó chỉ với mình các bạn món ăn. Tại vì có những đoạn là mình phải tắt tiếng đi, tại vì có chút lúc nó mở nhạc lên các bạn, nên là mình tắt tiếng các bạn đó. Thì mình chỉ chia sẻ các bạn cái đoạn này thôi. Sau mình ăn xong rồi là bắt đầu là mình để chuẩn bị đi lên cái bo để chơi cho người ta coi uống rượu và nhảy đầm nha các bạn đó. Bây giờ là mình đang ăn đây, ăn xong rồi mình sẽ tính tiếp nha bạn. Đó, bạn mình ăn kiểu như là nó cũng có những món không có thích nha bạn. Đó, bây giờ mình tranh thủ mình ăn xong rồi mình sẽ đi lên trên bo mình chia sẻ các bạn tiếp tục nha. Đó, đây là đủ tất cả các loại món của bạn mình. Mình nói chung lại là đây nó nhiều, rất là nhiều món nên mình cứ thử hết thôi các bạn. Nãy mình thử mấy một dĩa kia rồi, giờ bắt đầu tiếp tục thử các bạn. Đây mình với bạn mình là hết 700 mấy các bạn. Đó, bây giờ là mình coi đã đủ tứ cái luôn. Đó, mình ăn kìa các bạn. Đó. Giờ mình bắt đầu mình thưởng thức cái món này luôn các bạn. Mình đủ thứ loại món này luôn mà mình không biết là cái gì đâu. Đây có trứng cá các bạn. Đây các bạn thấy không? Trứng cá đủ loại. Đây trứng cá các bạn. Đó, mình thích ăn mấy cái trứng cá này các bạn. Đó. Vậy là đủ thứ loại luôn. Đây có trứng cá nha bạn, mình ăn thử trứng cá nha bạn. Cái nào trứng cá thì nó cũng lại là thấy cái này các bạn biết cái gì không? Củ hành á, củ hành đỏ ăn rất là ngọt, ngon ngon. Thank you.
bạn biết là nó chuẩn đủ. Không phải như ở nhà mình, bây giờ nhà hàng nó làm đủ cái món. Nhưng mà cảm thấy là nhiều khi cái món nào mình ăn được không ăn thôi. Nhưng mà mình nói chung lại là ở đây nó làm một món cho mình ăn, mình có ăn thử hết rồi. Plot medrika tam da to delo ha to sem duvi do kandrika unike duvi kandrika let out let out da do prova da do kadem do to prova chắc hết rồi, có gì thì mình cứ cái đó. Đang làm bạn là không biết chia sẻ là ở đây nói chung lại là nó không giống như đây tất cả mọi người họ là ở đây quay á, rất là quay mình nhưng mà cứ dính ta vô thì đi nó quá là mình chỉ quay mình đang quay thôi. Mình sẽ chia sẻ các bạn những cái điểm khác nha. Bây giờ là mình ăn cái này cũng gần xong rồi, sẽ quay cái khác. Bây giờ là buổi tối rồi, bây giờ mình sẽ là nghỉ, là mai rồi mình sẽ đi tiếp cái dẫn mình đi. Mai nó sẽ tới bên Phần Lan rồi xong rồi mình sẽ đi coi bên đó như thế nào, mình sẽ quay cảnh giác thì là tiếp tục nha. Bây giờ là mình tiếp tục ăn các bạn. Bây giờ xong rồi các bạn hãy theo chân mình lên trên bờ uống rượu và uống rượu mạnh và nhảy đầm nha các bạn.